nhà của chị My hả? Ê, cho tôi qua với được không? Có gì chờ học xong đi chung luôn. Cậu mới nói cái gì đó? Thằng Nguyên nó đang học bên nhà cô giáo My hả? Mẹ ơi, sinh viên trường nhân dân với dân văn thì sao chứ? Sinh viên trường nhân dân không được dạy kèm hả? Không cần giải nói, thật sự là con biết hết tất cả rồi. Con nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì vậy bà đó hả? Con nói cái gì? Con nói là con biết giấy là sinh viên trường nhân văn. Nhưng mà quan trọng là giấy dạy kèm con, điểm con cao thôi chứ mẹ muốn gì nữa. Con im đi. Sao mẹ thành kiến quá vậy? Bữa nay sao con hổn với mẹ quá vậy hả? Chứ giờ học thêm, ai dạy được thì con học thôi. Chứ mẹ quan trọng mấy gì bằng cấp chi vậy? Con còn dám hỗn hào với mẹ nữa hả? Được rồi, mẹ nói cho con biết, kể từ ngày mai mẹ sẽ tìm gia sư khác cho con. Con không chịu cũng được nữa. Con không muốn, mẹ muốn thì mẹ học đi. Không lẽ là hai cái đứa này? Tụi nó đang hẹn hò nhau. Ở bên em mọi thứ thật là bình yên. Anh ước gì thời gian có thể ngừng trôi đi. Nhưng mà anh ơi, hai đứa mình á cứ kiếm cớ dạy kèm để mà qua lại lén lút như vậy hoài đến bao giờ? Hay là mình nói thiệt cho mọi người biết đi. Mọi người sẽ không chấp nhận hai đứa mình đâu. Em à, hay là hai đứa mình bỏ trốn đi. Em đi đâu cũng được, miễn sao là có anh là được. Hai cái đứa này thiệt tình. Dạ mày xin chào ạ, anh muốn chơi sản phẩm gì vậy? À, thôi để tự nhiên lựa được rồi, cảm ơn. Dạ rồi. Nè, chị My sao rồi? Chị My dạo này bận lắm. Hình như là bận xin việc làm hay sao á. Chứ vậy thêm hoài sao được. Ê, thấy đôi giày này có đẹp không? Cũng được á. Ủa mẹ? Đứng đó. Cái gì vậy? Nè, tại sao giờ này con mới về? Con đi đâu vậy hả? À, con học xong rồi, con với anh Quang đi mua ít đồ nè. Đồ đâu? Thì nè. Ủa, bộ mẹ không tin con hay sao vậy? Có chắc là con đi với anh Quang không á? Chứ con nói dối mày để làm gì? Đứng lại. Mẹ sao vậy? Không có gì. Lên lầu đi. Nhìn cái bản mặt nó là biết nó nói dối rồi. Nè Tâm Ý. Dạ. Con coi quần áo hai chị em con có gì giặt ủi thì gom luôn đi nha. Dạ. Tâm Ý, hình như là tiệm giặt ủi tới kìa, con xuống mở cửa đi. Dạ. Ôi, cái áo này của Tâm Ý hả? Nó mua hồi nào mà mình không biết vậy ta? Dạ cô ơi, cái đó không phải chị mua đâu, là chú mua. Chú Suy Ly Anh mua hả? Dạ không, cái đó là của chú Sĩ mua. Chú Sĩ? Dạ, dạ đúng rồi đó cô. Cái đầm trắng này cũng là chú Sĩ mua nè. Cái đầm đen này cũng vậy. Và cả cái điện thoại nữa. Điện thoại nữa? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tự nhiên thằng Sĩ lại đi mua đồ cho con Tâm Ý. Không lẽ là hai đứa nó... Hai miếng ra. Ngon không? Thêm miếng nữa nè. Thêm người khỏe không? Dạ khỏe chứ.
tại em được uống cái nước hầm xương của anh á. Nè, xương hầm cho em uống chắc thần mấy tấn rồi đó. Mà anh ơi, không lẽ mình cứ gặp nhau lén lút trong bệnh viện về hoài hả? Hay là cố gắng chịu đựng một thời gian đó nha. Chứ bây giờ mà nói ra để chị anh biết là hai đứa mình ra khỏi nhà. Nhưng mà chịu đựng tới bao giờ nữa? Cứ lén là lén lút y như là ngoại tình vậy á. Làm gì có. Suy nghĩ vậy không à? À vậy nè, hay là tụi mình bỏ trốn nha. Bỏ trốn. Đồng ý bỏ trốn cùng anh không? Vậy bỏ trốn nha. Không thể như vậy được. Không thể như vậy mà. Thầm ý, dạ. Con dọn dẹp nhà cửa xong rồi á, muốn làm cái gì thì cứ việc làm đi nha. Dạ. Cái gì đâu mà ngạc nhiên. Thì cô cho con tối nay là nghỉ một buổi đó. Thích làm gì cứ việc làm. Chẳng qua là tại vì tối nay bạn cô tới nhà chơi, cô cũng muốn nấu nướng cho nó vui vậy đó mà. Nha. Muốn hẹn hò với ai á, thì cứ việc đi. Muốn đi đâu á, cứ việc đi đi nha. Dạ. Không thấy, làm sao? Tức thiệt chứ. Nè, anh đó nha, em giao nhiệm vụ là anh phải theo dõi thằng Nguyên đó. Phải rình coi nó có đi theo cô giống mi hay không, nghe chưa? Còn em thì sao? Bây giờ em phải chạy qua bệnh viện theo dõi thằng sĩ. Tối nay là cô Tâm Ý nó nghỉ. Nếu như mà hai đứa nó hẹn hò với nhau, thế nào hai đứa cũng hẹn nhau đi ra ngoài cho coi. Làm hết hồn mà. Còn làm gì trong đó vậy? Ủa, ba mẹ đang nói gì vậy? Ê, chuyện của người lớn, con nít không được nhiều chuyện. Đi lên lầu đi ngủ, mời lên. Con muốn nghe, không dẹp đâu. Ê, con đi nha ba mẹ. Chắc là tối nay con sẽ về trễ á. Con đi đi. Dạ, dạ. Gì á, gì? Mẹ, gì á? Gì á? Mẹ, gì á? Đi ngủ đi, nhiều chuyện quá. Nhóm xong rồi, bây giờ đang vô tiệm net chơi game, anh đang theo dõi đó nè. Ê, thôi nha, thằng Nguyễn đi ra rồi, để theo dõi đó, vậy thôi nha. Quyết định như vậy đi. Nguyễn, cẩn thận! Trời ơi, thằng này mày chạy ẩu mày! Nguyễn! Ủa, không phải Nguyễn hả? Nè, đi bộ người ta đi trên lề, đi dưới đây xe đụng bây giờ đó. Đi cẩn thận nghe chưa? Làm hết thôi. Thằng Nguyên, mới để mất tiêu rồi ta. Thằng này lẹ thiệt. Thank you.
anh là mất dấu của Nguyên rồi. Hả? Trời ơi, rồi bây giờ sao? Nhưng mà vô tình anh gặp cô giáo My, bây giờ anh đang theo dõi nè. Vậy hả? Nghe em dặn nha, hết sức cẩn thận, coi chừng con nhỏ My nó phát hiện đó. Anh biết rồi, chỗ em sao rồi? Em hả? Thì bây giờ đang rình đó nè. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở công viên. Ủa vậy hả? Anh cũng đang ở công viên nè. Hả? Thì hả? Ừ. Chết rồi, điện thoại sắp hết pin rồi. Trời ơi, đi theo dõi người ta mà không chịu sạc điện thoại đầy pin. Thì quên. Rồi xong luôn, tắt luôn rồi. Ủa, anh tắt máy rồi hả? Alo. Ừ, điện thoại tắt máy rồi nè. Ủa, tắt máy rồi mà sao em vẫn còn nghe nè? Trời á, sao lại vậy ta? Em nghe rõ lắm hả? Anh cũng nghe rõ lắm nè. Alo. 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 Ủa, bà xã. Ủa, xã. Trời ơi, sao ở đây? Thằng sĩ đằng kia kìa. Đi theo. Dướng rồi. Đi đường này đi, đi đường này rất quần á. My đâu rồi ta? Thôi kể đi, ngồi im, định coi thằng sĩ nó đang hẹn với ai. Ừ. Nè, sao tự nhiên hẹn nó ra công viên vậy? Ủa như anh chịu không nổi hả? Sao? Hả? Sao? Anh có biết là nó đang hẹn với ai không? Sao biết được? Anh nhìn mới biết chứ. Rồi tôi xong việc rồi, giờ tôi về công ty liền nè. Rồi vậy thôi nha. Ừ. Cậu ba với cô cháu My. Trời ơi, hai người này quen nhau hả ta? Cái gì? Thôi, đừng có đi xuống chung. Sao vậy? Em xuống trước, anh xuống sau. Chị My. Bắt quả tay rồi. Bắt quả tay rồi nha, hai người ha. Anh hai người hết chối rồi nha. Nguyên thông báo cho cả nhà. Để đi mà anh đây. Ủa, cô giáo My, sao giờ này cô còn đây, còn mặc đồ ngủ nữa? Nó bị cái gì vậy giáo sĩ? Anh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, giống như làm gì lần trước á. Cái gì? Anh nhớ ra hết rồi. Cậu ba đang hẹn hò với cô giáo My. Ừ, nhớ hết rồi. Lại bị phỏng vấn rớt đúng không? Phỏng vấn rớt thôi mà. Phỏng vấn rớt là chuyện bình thường. Gì vậy? Nè, anh mua giày cho em để đi chứ không phải đá đâu nha. Anh có biết ý nghĩa của việc tặng giày cho người yêu là gì không? Em nói gì vậy? Nhưng mà anh không biết tặng giày cho người yêu á là tiễn người ta đi mất hả? Vậy là em đi khỏi đời anh đó hả? Thì tại đôi giày dắt em đi mà. Mình đừng gặp nhau nữa nha. Em nói gì vậy? Em nói là mình chia tay đi anh. Lại bày trò thử lòng anh nữa đúng không? Nói thiệt, em muốn chia tay. Tại sao?
tại vì em chán. Chán anh. Em chán anh. Em chán yêu anh. Em chán hết tất cả cho nên em cũng là một người rất là thích thay đổi nữa. Là vậy á. Cứ quyết định vậy đi. Từ đây về sau mình đừng gặp nhau nữa. Không còn gì để nói nữa đâu. Em tính chia tay với anh lâu lắm rồi. Mà hôm nay mới có dịp. Đôi giày này em trả lại cho anh bây giờ. Thì em đi chân không về. Thì kỳ đúng không? Cho nên em xin giữ làm kỷ niệm luôn nha. Tại sao em lại như vậy? Anh hỏi tại sao em lại như vậy? Cứ quyết định vậy đi anh. Cô giáo My lén lút hẹn hò với nhau. Rồi bây giờ cậu ba bị cô giáo My đá một cái thiệt mạnh. Chà, cú này đau thiệt à nha. Chuyện gì không em? Anh hả? Sao rồi? Anh đi điều tra chuyện của thằng sĩ với cô giáo sao rồi? Trời ơi, em kêu anh đi điều tra tới đâu rồi? Sao? Hai đứa nó quen nhau khi nào? Rồi lý do gì mà chia tay? Em nó kêu là anh đi điều tra thiệt kỹ rồi mà. Bây giờ còn ồ với với em nữa hả? Điều tra mau lên. Biết rồi thì giờ anh điều tra nè. Làm như rảnh đông bằng. Chị ơi, em xin lỗi chị, chuyện hôm qua em hứa em sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa đâu chị. Chị ơi, lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Quý khách vừa gọi hiện không. My hả? Alo, cậu ba hả? Rảnh không? Anh Ngọc nè, anh nói chuyện chút nha. Chuyện là vậy. Thật ra cái chuyện mà cậu ba với cô giáo Diễm My quen nhau á thì anh biết hết trơn rồi, nhưng mà giờ anh muốn biết nó rõ hơn á, là hai người quen nhau ở đâu nè, rồi tại sao quen nhau, rồi giờ sao chia tay đó cụ thể. Alo thiệt tình. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Sĩ, sao còn ngồi đây nữa? Chuẩn bị vô ca rồi kìa. Sao rồi? Anh điều tra tới đâu rồi? Chưa được gì hết. Còn bộ vụ án này chân chuyên lắm. Anh gọi điện hỏi cậu ba mà nó kín miệng, nó không chịu nói gì luôn. Nè nè, cái gì? Anh mới nói em là anh điện thoại cho thằng Sĩ hỏi hả? Ừ, thì nó là người trong cuộc, có rành chuyện đó nhất thì hỏi nó chứ hỏi ai. Trời ơi là trời. Vậy tôi cũng đi nhờ nữa. Nếu như mà gọi điện thoại cho thằng Sĩ thì em gọi cũng được vậy. Mong mới gì em phải kêu anh. Anh thiệt tình à. Ủa, vậy chứ giờ làm sao ai biết làm sao? Hello, chào mọi người. Chào anh. Này có mặt ở nhà đông đủ ha. Dạ. Ủa, anh bị bắt tao hại đuổi nữa rồi hả? Đâu có, cuộc sống của anh giờ này ổn lắm. À, anh có mua gà cho mấy đứa này không? Dạ, cảm ơn anh. Mẹ dữ. Ngon mấy đứa. Dạ ngon, cảm ơn anh. Ngon, ăn thêm nha. Cảm ơn anh nhiều. Sao anh không ăn chung với tụi em cho vui? Thôi, anh ăn rồi, anh no rồi. Nhường cho mấy đứa ăn thoải mái tự nhiên nha. À, mấy đứa ở chung nhà với Diễm My chắc là thân nhau lắm ha. Dạ. Dạ. Tụi em ở chung với nhau lâu lắm rồi, như là anh em ruột trong nhà. Vậy chắc là hiểu nhau lắm rồi ha. Dạ, đúng rồi. À, mấy đứa cho anh hỏi một cái. Mấy đứa có biết lý do tại sao mà Diễm My với lại tiến sĩ nhà anh chia tay không? Dạ ngon ghê. Vậy là anh mua đồ ăn tới chỉ để mua thông tin tụi em hả? À, đâu có đâu. Tại vì anh thò mò thắc mắc cho nên anh hỏi vậy thôi à. Chứ không có gì đó. Tụi em đâu biết gì đâu. Thôi đi lên đi, tụi em ăn xong rồi. Ủa gì kỳ vậy, còn nhiều lắm mà. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên thoải mái đi. Anh tính sử dụng mấy cái miếng gà này á, để cho tụi này bán đứng bạn với gì. Nằm mơ ban ngày anh. Trời ơi cái gì vậy, anh đâu có như vậy đâu. Mà gì kỳ vậy rồi. Thôi anh đừng có làm vậy nha, không có tốt đâu. Thiệt luôn á. Sao em về trễ quá vậy? Em cũng kỳ quá ha. Nói chia tay mà không cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý gì hết. Điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Diễm My của anh ngày xưa đâu phải vậy. Anh chờ em nãy giờ đó.
Sao vậy? Không muốn nhìn thấy mặt anh nữa hả? Được rồi. Vậy đứng phía sau có được không? Đứng phía sau chắc chứ được hả? Sao vậy? Không mắc cười hả? Anh thấy mắc cười mà. Em vô nhà trước. Cho tôi hỏi, đây có phải nhà cô Diễm My không ạ? À? Dạ. Phải đúng không? Em nói chia tay anh thì chán anh đúng không? Thay đổi hình tượng vậy được không? Chuẩn chưa? Sao? Vẫn còn chán hả? Nếu biết giờ anh mượn tóc giả vô, anh làm nhạc rock rồi. Vì anh thương em như thương cái bàn non, cái nhớ ai làm sao mà nói được? Vì anh thương em như. Sao vậy? My, được không? Đi về đi. Em nói chuyện rõ ràng đi. Em nói chuyện quá rõ ràng rồi. Em không có còn gì để nói với anh hết. Em cũng không muốn anh nghe anh nói cái gì nữa hết. Anh đừng làm mấy cái trò này nữa. Đừng tới kiếm em nữa. Về đi. My, My, bình tĩnh lại, nghe nói cái đã. Anh đừng có quan tâm tìm em nữa, anh nói không có còn cái gì để nói với anh. Anh muốn nói chuyện cái đã. My, em có sao? Em có sao? Em có sao? Buông ra đi, không có cần anh quan tâm. Em có sao không? Anh muốn nói chuyện với em một chút thôi. Em có còn gì nói với anh hết á. Tay em bị trầy kìa, đưa anh coi. Kệ em. Tại sao vậy? Em ghét anh đến nỗi vậy luôn hả? Phải. Em không muốn anh xuất hiện trước mặt em nữa. Ừ. Được rồi. Giờ bây giờ anh sẽ đi. Nhưng trước khi đi, anh muốn hỏi em một điều. Em nói là em chán anh rồi và em muốn chia tay. Có phải như vậy không? Phải. Anh hỏi lại một lần nữa. Em nói là em chán anh rồi, em muốn tụi mình chia tay. Có phải như vậy không? Phải. Sự thật là em muốn như vậy. Ừ. Được rồi. Xin lỗi.
My nè, giữ gìn sức khỏe nha. Còn có cứu chưa? Vậy chị lấy hai mẫu này luôn hả chị? Ồ khoan, chị đang chọn. Tại vì hết hai cái này quá mà không biết chọn cái nào. Chọn một cái thôi. Dạ. Vậy chị cứ coi từ từ. Dạ anh chị cần gì ạ? Dạ để em tự nhiên rồi chị. Dạ cho anh thôi cho nhiều thứ nha. Anh xin nha. Chỗ đẹp quá trời luôn mẹ anh. Em ra qua đâu? Thôi nhưng mà nha. Rồi rồi lửa đi lửa đi. Xe đó. Tôi không có say. Người say là anh. Cô ơi. Cô nói cô không say sao cô ngồi lồng bàn rồi kìa. Chị chia tay với My đó. Thì không có con My, có con khác. Nó nhiều quá à. Khi nó lên lầu kìa. Sao khi nổi. Tội nghiệp. Yêu đương chi cho cực vậy biết nữa. Ờ em không có say. Em không có say mà. Trời ơi vô tới rồi cẩn thận. Em không có say. Ừ không có say. Trời ơi. Em không có say. Cậu ba. Cậu ba buông. Em không có say. Phụ thay đổi cậu ba đi, xỉn quá xỉn rồi. Cái thằng làm cái gì xỉn dữ không biết nữa. Mọi người làm gì vậy? Em không có say mà. Mọi người ra đi, anh thay đồ cho cậu ba. Anh làm gì vậy? Thay đồ mới ngủ được. Được rồi.
Dạ, nhờ bác sĩ nói giúp vậy nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Vậy là con xin phép bệnh viện cho nó rồi phải không? Dạ đúng rồi ba. Cậu ba bị bệnh hả? Chắc là nó mệt quá nó dậy không nổi. Đầu thì nóng hâm hấp à. Cái thằng cũng ngộ ha. Sao mà nó uống dữ vậy? Bình thường nó có vậy đâu. Này sao mà sốt cao hoài vậy nè? Cái đồng hồ này là nó hay đeo lắm. Sao lại bé hết trơn vậy? Chú đỡ cho chú. Sao vậy chú? Chú sắp chết rồi. Hả? Chú giỡn á. Dạ. Chú khỏe rồi. Dạ. Con chườm chăn cho chú hả? Dạ. Mà cả nhà đâu hết rồi? Dạ, mọi người ra ngoài hết rồi chú. Ồ. À, mà chú có ăn gì không? Nhà mình có cháo đó chú. Vậy giờ chú ăn cháo đi. Dạ. Cháo này con nấu hả? Dạ. Ngon quá. Mà dạo này con đổi khẩu vị hả? Sao không giống như khẩu vị con nấu thường ngày? Chị ơi, chị có còn em phụ gì không? Không cần đâu, chị nấu cũng nhanh mà. Giờ chị còn làm được chuyện này cho ảnh thôi à. Mà nè, em không có được nói cho ảnh biết là chị qua đây đó nha. Dạ, em biết rồi. Nè, nhớ đó là không được nói đó. Ảnh mà biết một cái là chị xử đẹp em luôn đó nha. Dạ, em hứa mà. Mà cảm ơn em nha. Nhờ các em gọi chị mới biết là ảnh đang bị bệnh đó. Dạ, không có gì đâu chị. Mà chị cho em hỏi chị một câu nha. Sao hai người thương nhau vậy mà lại chia tay vậy? Dù sao rất ngon. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, em xin lỗi ạ. Không có gì, đi trước đi. Thank you.
khác hoài mấy đứa nhỏ. Anh cố tình anh giấu lại để mà tặng cho em á. Nhận đi, coi như á đây là quà anh xin lỗi dành cho em. Nè, anh dần tất cả tấm lòng vô đây đó nha. Nhận đi. Không thích. Thích mà, nhìn đi, nhìn nó sẽ thích nè. Nhìn nó sẽ thích. Tất cả tấm lòng vô đây, tất cả tấm lòng vô đây nè. Tất cả tấm lòng của một chàng trai dành cho cô gái. Cười, cười nhận rồi đó nha. Thẩm Mỹ. Dạ. Lại chú Biểu. Dạ, sao vậy chú? Lúc chú bị bệnh, chị Diễm My có tới đây đúng không? Dạ, chị Diễm My đâu có được phép vô nhà mình đâu chú. Vậy tại sao cái kẹp của chị Diễm My nằm trong phòng của chú? Cái kẹp này là chính chú tặng cho chị Diễm My mà. Có chuyện gì giấu chú đúng không? Dạ... Con nói đi, có chuyện gì đúng không? Vì hôm chú bệnh, chỉ có mình con ở nhà thôi. Nếu chị Diễm My tới là con phải biết chứ. Có chuyện gì con giấu chú đúng không? Dạ. Con nói đi. Chị... Có chuyện gì? Chị My dặn con là không được nói. Vậy bây giờ con biết gì con nói đi. Có phải hôm đó chị My ở đây đúng không? Dạ, sự thật là hôm chú bệnh, chị My ở đây chăm sóc chú cả ngày, còn nấu cháo cho chú nữa đó chú. Vô. Nhà càng ngày càng vắng vẻ, buồn chết đi được. Trước khi cô Điệu đi lấy chồng á, thì nhà vui biết bao nhiêu. Diễm My, Diễm My, ra đây cho anh. Diễm My, Diễm My. Dạ, chào anh. My không có đây anh ơi. Anh làm ơn nói tôi biết Diễm My đang ở đâu đi. Không biết. Làm ơn nói cho tôi biết đi, Diễm My đang ở đâu, tôi năn nỉ á. Không biết. Hay quá. Cuối cùng tôi với ông cũng không bán đứng bạn bè. Chính xác, không bán đứng bạn bè. Thôi, hết ly nha. Ừ. Thôi dọn dẹp đi, không nhậu đâu. Mệt quá. Gì nữa đây? Có chết thì tôi cũng không bán đứng bạn bè. Vậy còn bây giờ? Em khuyên anh thiệt lòng á, là nên quên My đi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn em. Phòng đi về nhà mình nè, con sẽ gom tiền con đi làm rồi tiền dành dụm với lại tiền cọc của phòng nữa, con sẽ gom lại hết để trả nợ cho nhà mình mà, mày đừng có lo.
Dạ con biết rồi, con biết tự lo cho mình mà. Vậy nha mẹ. Dạ. Chị nghe nói hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em phải không? Dạ chị. Em cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ cho em nha. Ừ, không có gì đâu em, cho chị gửi lên tiền lương tháng này nha. Em cảm ơn chị. My à, anh xin lỗi nha. Anh lỡ nói địa chỉ làm của em cho anh Sĩ biết rồi. Tại anh thấy anh Sĩ tội nghiệp quá. Cái anh này. Dạ chào anh cần gì ạ? Ờ, làm ơn cho tôi hỏi có cô Diễm My làm việc ở đây đúng không ạ? À, dạ đúng rồi, nhưng cô rồi à? Cô mới vừa nghỉ việc ngày hôm nay ạ. Cô mới chạy đi. Dạ, cảm ơn chị. Em về hả? Em mới về. Ủa anh Sĩ có qua tìm em không? Anh Quốc, anh mà còn vậy một lần nữa là không có tha cho anh đâu á nha. Anh xin lỗi, tại vì anh thấy anh tội nghiệp quá. Ừ, em biết rồi. Có ý kiến gì không? Không. Anh xin lỗi, mốt anh không dám vậy nữa đâu. Ừ. Nhà cô có chuyện gì hả? Dạ, nhà con đâu có chuyện gì đâu cô Liễu. Cô Liễu cũng biết á, là mọi người ai cũng yêu thương con hết mà. Sao tự nhiên đột ngột cũng đòi chuyển về nhà vậy? Dạ, tại vì á, con ở trên đây lâu á, cái con cảm thấy con nhớ ba mẹ con quá à. Với lại ba con nói á, ở dưới đó có công việc hợp với con lắm cô Liễu. Con chuyển về nhà cũng được, nhưng mà lâu lâu á, nhớ ghé lên đây chơi nha. Dạ, con biết rồi. Đây, cô trả lấy con tiền cọc nhà nè. Chào chị, em mới tới. À, mới tới hả em? Em vô thay đồ đi. Mà chị ơi, hôm nay á, chị cho em xin làm tới 9 giờ thôi nha chị. Ủa sao vậy em? Em làm thêm đi, thêm một tiếng nữa chị trả thêm tiền cho em. Dạ thôi, chắc để lần sau nha. Tại hồi nãy em xong, em chạy thêm chót nữa. Kiếm tìm để chở chạy xô dữ hàng. Dạ. Em nghe nè anh Su Lê anh. À, dạ không, anh không có cần chờ cơm em đâu. À, với lại em dặn mọi người á, tối nay á khỏi chờ cửa em luôn nha. Dạ dạ, bye bye anh. Ăn trúng gì không biết nữa, nhanh đi. Nhanh đi mà, trời tôi chịu hết nổi rồi, về bệnh viện đi. Cũng phải từ từ. Trời ơi, nhanh mà từ từ cái gì, nhanh đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Hết nổi cái gì không biết nữa. Nhanh đi mà, trời tôi ăn xin đó, tôi không dậy ơi, không dậy ơi. Thấy chưa, tại ông không đó, xém xíu nữa tông người ta đó. Nè, giới thiệu giùm em nha, cho bạn bè cùng thưởng thức nha. Anh uống thử giùm em đi. Đệ nhất dưa hấu. Đi đi nhanh giùm em đi anh. Sống. Chịu hết nổi rồi. Cân bằng hạnh. Ở đây chạy máy hả? Không dẫn bộ qua đi anh. Không anh, mùi thơm ha. Mùi thơm ha. Đi. Để nhất dưa hấu sống tự nhiên, cân bằng hạnh phúc. Trời chắc chắn. Ngon lắm hả anh? Anh chờ em trước cửa nhà. Mình gặp nhau một lần đi. Không gặp được em, anh sẽ không về đâu. Nhanh nhanh đi anh. Sống. Chịu hết nổi rồi. Ở đây chạy trên máy hả? Không dẫn bộ qua đi anh. Không anh, mùi thơm ha. Thank you.
Thang giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào em mới về? Chiều nay em về luôn, sau khi em kết thúc xong đợt quảng cáo sản phẩm cho công ty của em á. Hai anh yên tâm đi, chắc chắn em sẽ về thăm hai anh mà. Còn Eric, chắc là phải nhờ hai anh chăm sóc cho em rồi. Bao giờ mà em ổn định rồi á, em sẽ về đón Eric đi. Được mà, để tụi anh lo cho. Em cứ làm xong đi, rồi về em cứ với tụi anh. Tụi anh sẽ chờ. Dạ, không cần chờ đâu, em đang ở ngoài bến xe luôn. Với lại hai anh phải vui lên thì em đi em mới vui chứ. Sao tự nhiên hai người nói chuyện không ra hơi vậy trời. Nè, mấy anh em mình ôm nhau một cái đi. Gì vậy? Hai anh mặc vậy sao em đi được? Em cảm ơn anh. Em chúc số của mình nó kinh doanh phát đạt nha. Ừ, khi nào lên nhớ ghé nha em. Dạ, em chào anh em đi. Ừ. Bye bye. Bye, đi mình giỏi nha. Dạ, bye bye chị. Bye em. Đệ nhất dưa hấu, đệ nhất dưa hấu. Sống tự nhiên cân bằng hạnh phúc nha chị. Cảm ơn chị nhớ giới thiệu giùm em nha, cho bạn bè nha. Dạ chị ơi, ghét. Đệ nhất dưa hấu, sống tự nhiên. Chị cầm giùm em tờ đó đi. Anh, vô đây thử, uống nước miễn phí nè. Dạ, dạ, uống nước đó dùng thử. 100% là thiên nhiên nha. Cân bằng hạnh phúc, sống tự nhiên cân bằng hạnh phúc cùng đệ nhất dưa hấu. Đệ nhất dưa hấu. Ngon không anh? Uống ngon không anh? Ủa em, hết sao em coi. À dạ dạ, đệ nhất dưa hấu. Lấy cho anh. Mi, 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 Che. Đám cưới của cậu, cậu dắt cô dâu ra, người ta hiểu lầm sao? Nhưng mà cũng là cô giáo của con mà. Hôm nay ngày vui đó nha, hai cậu cháu mày như chó với mèo đi. Có cần mặc đồ đẹp gì không? Cháu cậu mà. Tiệc cưới cô dâu hả? À? Oh, nhớ là quy động vốn cho cháu nó nghe. Oh, xô bít, xô bít. Trời đẹp quá. Julie, hoa hậu nhân viên quý bà, Julie, mà tưởng đâu là hoa hậu nhân viên không? Wow, chào dạ, có gì chào mời. Anh Julie, chào chị. Thôi, có cặp đôi kìa. Đó, sẵn rồi mình chụp tấm hình kỷ niệm đi ha. Khoan, các cô chú ơi, các cô chú vui lòng trước khi mình chụp hình á thì mình vui lòng mình bỏ vô thư giờ đây trước ha. Đúng rồi. Chào. Ai về đây nè, nhìn đây, nhìn đây, đây. Người bên kia bờ đã dương về đây. Về chứ, về để dự đám cưới của cô cậu sĩ chứ. À, chúc mừng. Nè, Tâm Ý đâu rồi con? À, dạ, chị Tâm Ý không về ạ. Ồ. Tâm Ý, nhớ mày quá. Ha ha ha.
Lần này tôi về đây mua nhà mua cửa đây luôn, sống ở Việt Nam luôn. Ủa vậy hả? Cho mấy đứa nhỏ nó qua lại chơi với nhau. Vậy là tốt quá rồi, là tôi có bạn cờ rồi. Một cái coi. Quá liền với nhà. Quyên rồi. Quyên, bạn nó tới nè. Bạn mình ơi. Ủa, tôi tới quan không vậy? Hãy về thăm bạn thân của mình. Ủa, chứ sao nó còn không đến? Dạ, cảm ơn gây bất ngờ cho mọi người. Thôi thôi, vô đi con. Thôi vô đi bạn, con, vô đi. Vô đi, tôi nhớ bạn nhiều lắm. Tới với tôi cái đi. Chẳng còn thấy.